À, xin chào tất cả anh chị các bạn đến kênh youtube Sư Và thì hôm nay thì chia, chia, sẻ thông qua câu hỏi mà các bạn có gửi về trong cái lĩnh vực là Affiliate Marketing Có hỏi về cái việc đó là chúng ta khi đi làm Affiliate Marketing thì chúng ta nên chọn landing page hay chúng ta chọn website để có thể mang lại được cái hiệu quả à, Thực sự ra với cái câu hỏi này nó sẽ là một cái quan điểm khá là chung chung Bởi vì rằng mỗi người sẽ có những cái lĩnh vực khác nhau uh, Do cái tốc độ hiệu quả của mỗi người với lại theo cái trường phái mà các bạn làm Affiliate thông qua cái bảng gì nữa thì nó cũng sẽ có những cái uh, vấn đề uh, ngoại biên uh, ảnh hưởng tới cái thứ mà các bạn thực hiện các bạn làm nhưng mà thông qua cái video này thì duy diễm hướng sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn để chúng ta có thể hiểu uh, thêm một chút khi chúng ta thực hiện chúng ta làm trên nền tảng affiliate uh, và để có thể nói khi thực hiện làm trên affiliate marketing uh, khi các bạn đuổi theo cái xu hướng là các bạn phát triển một cách bền vững lâu dài thông qua website và triển khai những cái dự án kết hợp với lại landing page để có thể tăng cái chỉ tỷ lệ chuyển đổi thì chắc chắn rằng là, là những cái vấn đề liên quan về cái lý thuyết landing page là gì hay website là gì thì các bạn chắc chắn đã hiểu rồi và những bạn nào những bạn mới chúng ta muốn tìm hiểu thì các bạn có thể gõ Google có rất là nhiều những cái thông tin để cho các bạn có thể đọc còn ở đây thì Duy sẽ đi tập trung chính vào cái nội dung và về cái vấn đề này Thế thì để nên chọn cái landing page hay chọn website nó chất lượng nó hiệu quả thì phải nói ở một cái khía cạnh đó chính là landing page hay website nó đều có những cái ưu điểm riêng của nhau cũng như duy vừa nói đó là mỗi người sẽ có trường phái làm affiliate nó sẽ khác nhau nữa và đặc biệt rằng là chúng ta sẽ xét về cái độ đó là thu hút hiệu quả hiệu quả của sự thu hút thì với lại website và landing page đều có sự chú ý của khách hàng khi họ tập trung vào cái nội dung của bạn nhưng phải khẳng định một cái điều rằng là trang landing page nó sẽ là một cái trang mà sẽ giúp cho các bạn cái hiệu quả hơn và nó sẽ giúp cho các bạn thu hút được khách hàng tốt hơn bởi vì là với cái trang landing page đó ấy nó là một cái trang đích cái trang dường như là một cái trang đích cuối cùng để cho khách hàng để họ có thể đến và uh, họ xem những cái thông tin cụ thể về hình ảnh về video hay về những cái vấn đề mà các bạn muốn gây chú ý với cái khách hàng trên một cái trang đích đó để rồi họ có uh, những cái uh, thông tin cụ thể hay họ có được cái nơi mà họ chốt cái đơn hàng hay họ có mua hay họ có liên hệ với các bạn hay không và chắc chắn cái landing page như duy đã nói nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt hơn website rất nhiều đó là sự thật nhưng về một cái khía cạnh đó là khi chúng ta thấy một điều rằng là à landing page nó có nhiều ưu điểm quá bởi vì là cái ưu điểm cuối cùng của chúng ta đó là cái tối ưu cái sự chuyển đổi và chúng ta cần người ta click vào người ta cần tư vấn người ta gọi điện tới người ta cung cấp email cung cấp số điện thoại hay người ta mua hàng trực tuyến trên trực tiếp trên landing page đó thì hiển nhiên là thằng landing page nó sẽ là cái thằng mà uh, có ưu điểm và tốt hơn website rất là nhiều nhưng có một cái thứ mà xét về cái chiều sâu thì đây là xét về cái chiều sâu thì chúng ta thấy một điều rằng là chúng ta phải xác định rằng là khi đi làm affiliate là các bạn đang làm theo cái dạng đó là các bạn triển khai các bạn làm ngắn hạn hay các bạn đang làm dài hạn về cái việc rằng là khi các bạn làm dài hạn thì thằng website nó vẫn là thằng số 1 làm dài hạn website vẫn là thằng số 1 bởi vì trên website nhiều bạn nghĩ rằng là khi chúng ta tạo ra website là website chúng ta có tổng quan chủ đề, chúng ta có tổng hợp chủ đề, chúng ta chia sẻ cái gì cũng trên trên website, điều đó không phải. Mà làm làm trên online là còn theo các trường phái, nắm thầy thì nhiều ma nữa, bởi vì nó theo một cái trường phái đó chính là khi đi làm trên cái nền tảng mà xây dựng cái website thì các bạn thấy một điều rằng các bạn chỉ cần mua một cái hosting và các bạn có thể tạo ra vô số website, bạn chỉ cần mua thêm kèm cái tên miền, bạn tạo ra những cái website thông qua từng thị trường anh một. Mỗi thị trường một cái web thì bạn thấy rằng là nó sẽ hiệu quả rất là tốt khi các bạn thực hiện khi làm web còn các bạn đừng hiểu cái tư duy đó làm một cái web dài hạn đó là chúng ta làm tổng hợp tất cả mọi thứ vào trong cái web đó không phải mà là chúng ta nên tách ra từng cái web nhỏ web nhỏ còn nếu như các bạn có một cái web tổng hợp thì đấy nó chỉ là cái web để làm sao mà giúp cho các bạn trong cái vấn đề đó là phát triển thương hiệu tạo độ uh, uy tín và nó có sự chuyên nghiệp ở trên đó và chắc chắn một cái điều rằng như duy đã nói nếu như dài hạn thì thằng website nó là cái thằng đầu tiên khi các bạn bước chân vào trên thị trường online bạn đã làm trong cái lĩnh vực nào nó biến trở thành một cái nghề thực sự thì website là cái thứ các bạn phải thực hiện các bạn phải biết và các bạn phải làm chủ được nó thì cái hiệu của năm amphinet của bạn nó mới phát triển lâu dài bởi vì trong amphinet uh, marketing nó có một điều rằng là không phải cái thị trường nào nó cũng là lâu dài còn những thị trường nó chỉ có một đến hai tháng và có những thị trường nó tầm trung thì nó cũng chỉ tầm 1 đến 2 năm nhưng, nhưng nhưng rất là ít những cái thị trường mà chúng ta có thể làm lâu dài chúng ta làm vài năm hay làm cả cuộc đời rất ít nhưng những cái thị trường vinh viễn đó rất là ít cho nên là thường thường là các bạn tập trung vào cái trang landing page web một trang để các bạn tạo ra cái độ chuyển đổi các bạn tạo ra cái việc đó là thu hút những cái thông tin của khách hàng để có thể đưa ra những cái chiến dịch marketing hay các bạn bán hàng trực tiếp trên nó thì bạn thấy nó sẽ tốt hơn website rất nhiều nhưng bản thân như duy đã phân tích vừa xong thằng website nó sẽ là cái thằng mà giúp cho các bạn có thể tổng quan đưa ra những cái thông tin cho khách hàng họ đọc và giúp cho các bạn có thể tìm kiếm thông qua nhiều cái nền tảng mà họ truy cập họ hướng tới những cái thông tin của bạn đưa ra bởi vì là không phải ai cũng có những cái thông tin mà nó tốt nó chất lượng tùy vào mỗi cái hệ thống khác nhau và bạn thấy một điều rằng là khi đi làm trên online như duy chia sẻ phân tích rất là nhiều những cái video trên kênh chúng ta phải làm online chúng ta phải có cái hệ thống thế thì hệ thống của chúng ta thì thu hút các tệp khách hàng từ những cái trang mạng xã hội như là facebook rồi rằng là trên nền tảng um, youtube rồi trên những nền tảng tiktok thì rất nhiều nó thu về trang web đó nó có tệp bo khách hàng để rồi các bạn sau này các bạn phát triển và bạn sẽ có cái định hướng bạn đưa ra những cái tầm nhìn những cái tầm quan trọng để có thể thực hiện nó tốt nhất vậy nên là để có thể nói rằng là uh, nhiều bạn đưa ra cái khía cạnh như duy phân tích là landing page nó hiệu quả nhưng đó nó chỉ là một phần nó dễ dành cho những cái uh, chương trình của các bạn triển khai nó ngắn hạn nó sẽ tốt hơn và đặc biệt rằng là nếu như mà các bạn song song giữa cả web landing page thì nó sẽ giúp cho các bạn có sự phát triển nó cực kỳ bền và lâu dài tất nhiên rằng là cái thứ mà hiệu quả đặt ra đây ấy đó là chúng ta là những người đang đi kiếm tiền trên cái nền tảng affiliate này thì chúng ta phải xem rằng cái lợi nhuận của chúng ta làm sao bởi vì rất là nhiều bạn mới làm thì các bạn hay nói rằng là anh ơi uh, triển khai uh, xây dựng cái này xây dựng cái kia nó tốn tiền lắm nó mất nhiều chi phí lắm thì em ngại với khoản đấy thì phải chia sẻ với bạn rằng trong cái nền tảng kiếm tiền không ai là đi làm làm con số không cả người ta phải mất tiền người ta đầu tư và khi đầu tư ra nó có lợi nhuận thì lúc đó các bạn mới đầu tư mạnh không ai bắt các bạn vừa nhảy vào trong cái thị trường đó là các bạn cái gì bạn cũng làm cái gì các bạn cũng học mà các bạn phải theo từng, theo từng cái trình tự bột và các bạn phải hiểu một cái điều rằng là thế thì những cái ưu điểm những cái tầm quan trọng riêng của nó nó sẽ áp dụng cho amphinid của các bạn như thế nào bởi vì bây giờ thị trường nó có quá nhiều những cái định hướng làm amphinid đấy ờ, rồi nó có quá nhiều những cái thứ mà kiểu dạng trá hình rồi có quá nhiều cái thứ mà đến khi các bạn nhìn vào hay các bạn làm vào các bạn tự tạo hỏa nhập ma và rồi có những cái bạn mà đi sai cái con đường cái là các bạn mất niềm tin vào trên online luôn có rất là nhiều bạn như vậy cho nên là tất cả mọi thứ khi các bạn đi học hay đi làm gì đó hay các bạn triển khai các bạn kiếm tiền thì bạn sẽ rằng nên chọn cái gì nó phù hợp chọn phù hợp cái kết của cái video này thì duy chỉ muốn chia sẻ với tất cả anh chị các bạn một cái điều đó là chúng ta nên chọn cái gì nó phù hợp chúng ta đang là cái người đi ngắn hạn hay đi dài hạn thì chúng ta nên chọn thứ đó còn có điều kiện thì thôi chúng ta chọn cả hai. Quá tuyệt vời và nó sẽ giúp cho chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin cho khách hàng, rồi là có rất là nhiều những cái thứ để chúng ta tạo ra những cái trang đích, trang cuối cùng để chốt cái đơn hàng. Là cái trang này nên biết chuyển đổi thì cái tỷ lệ chúng ta thu thập các thông tin liên quan về uh, những cái thông tin của người dùng nó sẽ là tốt nhất. Đấy là cái điều mà cuối video Duy muốn nhấn mạnh uh, cho anh chị các bạn chúng ta hiểu vậy. Mong rằng video đã giúp cho mọi người có thể hiểu ra những cái thứ mà Duy đang truyền đạt ở trong video để giúp cho anh chị các bạn chúng ta có thể làm cái nghề affiliate một cách nó hiệu quả và nó thành công nó mang lại được cái giá trị tốt cho mọi người và lúc nào cũng mong muốn rằng là tuy là trong cái thời kỳ mà dịch bệnh nó khá là khó khăn nhưng cái điều mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống tốt thì cái tương lai chúng ta phát triển sẽ rất là tốt rất là bền và phải là lâu dài thì cái hiệu quả kiếm tiền của chúng ta nó mới bền vững được và cảm ơn mọi người đã theo dõi video chúc mọi người ngủ lại tuyệt vời xin chào biệt tất cả mọi người